Làm không có thời gian nghỉ, cũng chẳng có thời gian để buồn, còn phải là làm dâu. Trời ơi, có hôm con nhỏ ấy, thằng út này này, nó bệnh cái thời đấy thuốc thang có đâu, cứ ngồi ở dưới võng này này, không dám nằm trên giường, ngồi dưới võng cứ nhồi nhìn con chằm chằm cả đêm, sợ mình ngủ đi mất con nó chết không biết. Người con trai cô mất là mất ở trong Nam đúng không? Mất trong Nam. Lý do tại sao mất không? Tai nạn. Cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau, rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong Nam á, thì mình lại có cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình. Ừ đấy. Cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô? Ôi giời, cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét, nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu, cô chán nản, cô không thiết gì nữa. Lúc đó là nó là 25 tuổi. Sau đó thì 3 năm thì là tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở. Còn nếu mà đi lấy chồng thì bố cho 10 triệu. Nói thôi con xin tiền để con về cho chồng con đi mua cái xe máy để làm cái nghề sửa xe. Nhiều người nói bảo con đã không nuôi lại còn lấy tiền của người ta. Thế nhưng mà nói thật cho là nó làm dâu mình bao nhiêu năm rồi thì cho nó về nhà chồng nó cũng nghèo. Thế mình cho nó làm vốn. Thì cái lúc đó mà nó đám cưới thì tôi đứng lên coi thay mặt nhà gái. Đám hỏi đám cưới là tôi đứng lên tôi gả hết. Sao cô chú lại có thể làm được cái điều tuyệt vời như thì vậy? Thì bình thường mà. Thế mà bây giờ nó mới có 25 tuổi, nó rất trẻ trẻ. Thế mà giờ chả nhẽ để nó ở lại thì nó cũng tội nghiệp nó. Đúng rồi. Thế mà bố mẹ nó thì lại già, lại ở quê. Chúng tôi là cùng xã, coi như con của mình rồi. Bắt đầu có con rồi. Sao từ khi chú trở về thì bao lâu mình có con? 35 sang năm thứ 4 á. Sau khi mà có con rồi bao lâu mình mới yêu thương nhau giống như nãy Ngọc Lan hỏi đó? Có con thì phải có một cái lối kết khác. Như vậy chính đứa con đã mang đến cái sự kết nối của cô chú lại với nhau. Vậy lúc cô sanh là chú có nhà không chú? Không. Sau sanh sau 2 tháng thì tôi mới về. Cô cảm thấy buồn cô? Đi sanh đứa đầu tiên thì cũng 4, 5, 6 người đi theo. Vậy là cũng đỡ, nó cũng không có cảm giác. Ông bà thì cũng nhiều tuổi mới có cháu mà, cho nên cưng lắm. Chúng tôi ở chung với bố mẹ tôi đến lúc mà bố mẹ tôi chết. Làm dâu đó cô nhỉ? Ngày xưa làm dâu có vất vả không cô? 15 năm nói chung là cái gì cứ nhịn, là chả có chuyện gì cả. Bố mẹ chồng nói gì thì cứ im. Nhưng mà bí quyết nào để cho cô có thể im nhiều đến như vậy? Chứ nhiều cái cô im nhiều cô còn phải mắc bệnh đau đầu luôn. Dạ. Cô không có nói. Mình nghĩ thế này này, mình nói mình phải được, mình nói mình phải thắng. Yeah. Thì mình mới nói, thế một mình một vé, để bao nhiêu người một vé, mình nói làm sao nổi. Vậy thấy chưa con, nói cùng có thắng thật là tốt nhất là im nha. Thực ra thì đúng là lấy nhau xong thì tuần là tôi cũng lại đi học. Học xong rồi ra công, rồi lại đi công tác, rồi lại đi học. Năm 82 thì này tôi lại vào trong Nam. Thì mẹ con bà này lại ở, vẫn ở quê. Năm 90 thì bà ấy là mới đi vào Nam cùng với tôi. Đến bây giờ cô chú mấy cháu rồi? 3 thằng con trai. 3 người con trai mà chú cứ đi như thế, chỉ có một mình cô chăm sóc thôi. Nói chung là có bố chồng ở nhà hỗ trợ. Dạ. Thế chứ còn nói thẳng là đẻ 3 đứa con, ông ấy học sinh 6 năm. Xong ông ra trường lại vào trong Nam này, đâu có ăn thua gì đâu. Như lúc đó một mình cô ở bên cạnh con thế, cô có lo lắng gì cho chú hay là cô có nghĩ rằng là chú sẽ có cái gì đó bên ngoài này kia? Cái chuyện đó thì cô lại nghĩ này, nếu theo như Duy Tâm, có thì giữ cũng được. Nếu mà không thì không cần giữ vẫn còn. Cô phải có cái xác định nghĩ như thế, cho nên là cô thì nói thẳng là làm nuôi con suốt. Con rất là thích cái câu của cô nói, mình có cố giữ đi chăng nữa mà nó không phải của mình thì nó cũng sẽ không bao giờ là của đúng mình rồi. Chính vì cái suy nghĩ đó mà cô sống một cách rất là thoải mái và cô không phải lo lắng gì hết. 6 năm trời cứ đi bằng bẳng như thế, khi mà chú đi công tác như thế, chú đi vào Nam như thế, xung quanh chú có rất nhiều bông hồng, thậm chí là có nhiều người xinh đẹp hơn, giỏi giang cô. Có bao giờ chú một chút gì rung động trước một người phụ nữ nào đó mà mình tưởng chừng như là mình thay đổi? Thực ra mà nói bảo là không có rung động thì không phải. Mình rất có và mình rất là mến người ta và người ta cũng rất yêu mình. Thế nhưng mà tôi nghĩ một điều là dù ai đi chăng nữa thì cũng không bằng vợ mình, con mình. Tôi thật là tôi đi ra ngoài nhiều người yêu cũng. Đúng rồi. Có những năm, 2 năm tôi mới về. Đấy. Còn bình thường là Tết năm nay tôi về. Xong đến Tết sang năm tôi mới về. Yeah. Vì anh biết cái thời đó là năm 82 đến năm 90 là cái tàu xe đi lại rất là khó khăn. Mua được cái vé tàu để mà về thì được là cả một vấn đề. Tôi làm gì có vé máy bay như bây giờ. Cái đó là cái hay đó. Bởi vì một người đàn ông nào đứng ở giữa một cái xã hội rất là nhiều người đẹp, thậm chí rất là nhiều người hơn vợ mình. Mình chỉ nghĩ là không ai hơn vợ và chính con mình là mình sinh ra. Thật ra mình luôn hướng về điều đó. Chứ thật sự là nếu như mà xa cách như thế là cũng dễ nao lòng lắm. Ta kêu sao mà cách lòng. Đúng rồi. Tôi xuống Vĩnh Long là từ năm 82. Dạ.
Đến năm 92 thì tôi mới lên Bình Dương. Lúc đó ba thằng con tôi rất là nhỏ, thằng thì 3 4 tuổi, 5 tuổi khác, nhưng mà tôi lại may quần áo sẵn từ trong này, tôi lại nhờ con hàng xóm ấy là đo để may cho con mình để mà Tết gửi về. Còn thì sau này là khi mà có điều kiện rồi ấy, tôi còn mua gạo để mà gửi về cho vợ ở nhà. Đúng là người phụ nữ phải nói là kiên nhẫn ha, với tình yêu thương con chờ chồng như thế. Mỗi mùa Tết trôi qua rồi mùa Tết nữa vẫn không thấy chồng mình về như thế, mà vẫn cứ chăm chút nuôi con từng ly từng tí và luôn luôn hướng về gia đình. Mình cũng phải làm để nuôi con mình chứ không nó chết đói. Các cháu không biết mẫu ở trong này thì bao nhiêu. Vợ chồng người ta ở nhà người ta làm chỉ có mẫu 3, mẫu 4 thôi là tối đa. Riêng cô một mình một mẫu 2. Làm không có thời gian nghỉ, cũng chẳng có thời gian để buồn, còn phải là làm dâu. Nhưng mà thời gian mà nuôi con một mình như vậy á cô, vừa làm dâu nè, vừa nuôi con một mình, cô có cảm thấy tủi thân không? Trời ơi, có hôm con nhỏ ấy, thằng út này này, nó bệnh cái thời đấy thuốc thang có đâu, cứ ngồi ở dưới võng này này, không dám nằm trên giường, ngồi dưới võng cứ nhìn con chằm chằm cả đêm, sợ mình ngủ đi mất con nó chết không biết. Nó nóng như là mình ôm hoàn than đây này này. Không một lời kêu than, không một lời oán trách. Cái chuyện mà chăm con bệnh ban đêm là cái người mẹ khổ lắm, cực lắm. Ừ. Mỗi khi mà con của con nó bệnh á, con sợ nhất là ban đêm mà bạn bị sốt, tại vì trẻ con là ban đêm đúng là rồi. Sốt mà mình nhiều khi ban ngày mình làm việc mệt quá, cái ban đêm là mình hay bị ngủ thiếp đi. Mà những cái lúc mà mình ngủ thiếp đi như vậy nó rất là nguy hiểm cho con. Thế mới không dám nằm xuống giường mà phải ngồi ở võng. Không dám nằm luôn đó chú, tại vì nằm là sẽ ngủ. Trên năm 80 ông ấy đem giấy tờ về thì ông cũng bảo ngồi thôi vào trong này đi cùng làm việc cùng với ông ấy. Yeah. Thế ông bố chồng tôi cho một câu này này, tao ở với chúng nó từ thằng bé giờ. Bây giờ mày đem vợ đem con mày thì tao chết cho nó rồi. Mến tài mến chân cháu rồi. Thế tôi bảo với ông bảo ngồi nói thật này này, vợ chồng sống với nhau rồi còn lâu. Đấy, một bên tình một bên hiếu thì anh nghĩ như thế nào? Bố thì bây giờ cũng già rồi mà mình không ở trọn vẹn, con cũng lớn rồi thì để đến bao giờ mà bố mất thì mình đi. Thế là đúng ông mất thì tôi đi. Quá tuyệt vời. Ông nghĩ ngẫm một hồi ông bảo là thôi thì bây giờ mày đem vợ mày đi còn mày để lại giả cháu tao. Vợ ui đi rồi. Còn bỏ con ở nhà thì lại càng không yên tâm. Mà làm sao để cắt tình ông cháu được? Đúng rồi, khó lắm. Khó lắm. Là tình mẹ con lại càng không cắt được nên đúng thôi rồi. Ở nhà luôn. Thôi ở nhà luôn. Trọn vẹn. Đó cũng là sự hy sinh dạ, đúng đáng rồi. Trân trọng. Rồi sau đó mình đoàn tụ một mái nhà từ năm mấy? Đến năm 90. Ăn Tết xong thì bà ấy vào. Bà ấy vào được đúng một tuần thì tôi lại đi ra Bắc tôi học 3 tháng. Trời đất ơi. Ngang trái. Người vào thì người lại đi. Tiếp tục cô đơn một mình. Lớn nó lại ở với lại là mẹ tôi. Cứ thứ bảy là tôi lại chạy xe máy là về nhà cùng với con trai với lại là bà mẹ. Thế sau 3 tháng thì tôi lại vào. Rồi bây giờ chú ở Bình Dương. Ở Bình Dương. Bây giờ mình ở chung với mấy đứa cháu hay không, là tôi thì con hai thằng con này là tôi đều là cho nó ở riêng. Hai ông bà ở với nhau. Với lại coi như là cái thằng cháu là đích tôn, bố nó là mất năm 96. Thì lúc đó nó mới có 5 tuổi thôi. Thế là mẹ nó sau được 8 tuổi thì là mẹ nó đi lấy chồng. Trước khi đi thì mẹ nó bảo thôi thì cho con là để lại bé ở đây để ông bà chăm. Thế là tôi nuôi nó từ bé đến giờ. Năm nay nó 30 rồi. Nuôi 25 năm rồi. Nói chung là từ năm 90 đến bây giờ thì cũng đã là 30 năm rồi. Bà ấy vào trong này rồi. Và gia đình vợ chồng con cái là đoàn tụ rồi. Thế thì xây dựng kinh tế lúc đó nó mới ổn định. Bây giờ thì cô chú làm công việc gì? Tôi về hưu được 10 năm rồi. Thế còn thì bà ấy thì vẫn từ lúc vào 30 năm nay rồi thì chỉ có ở nhà nội trợ thôi. Bây giờ cô có mãn nguyện với cái hạnh phúc mình từ hồi xưa đến giờ không cô? Có mãn nguyện. Cho nên là nói thẳng là cuộc đời ở với nhau thì cũng như là trên một con cuộc đường đời đi cũng có lúc nó gập ghềnh. Thế nhưng mà cũng như các cụ thời xưa bảo đấy, thống cả thì đừng ngã tay chèo. Những cái lúc mà gian khó thì người ta khổ thì mình cũng khổ. Phải thương lấy nhau. Người con trai cô mất là mất ở trong Nam đúng không? Mất trong Nam. Lý do tại sao mất con? Tai nạn. Cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau. Rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong Nam á, thì mình lại có một cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình. Ừ đấy. Cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô? Ôi giời. Cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét này. Nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu. Cô chán nản, cô không thiết gì nữa. Mình nuôi con bao nhiêu năm từ ở ngoài Hà Nội vào đến thành phố Vĩnh Long rồi vào đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng lại bị tai nạn, thế mất đi một người con yêu thương như thế. Lúc đó đúng là
một cái tổn thương nó vô cùng lớn đó chú nhỉ. Lúc đó là nó là 20 năm tuổi. Sau đó thì 3 năm thì tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở. Dạ. Yeah. Còn thì nếu mà đi lấy chồng thì bố cho 10 triệu. Nói thôi con xin tiền để con về cho chồng con đi mua cái xe máy để làm cái nghề sửa xe. Nhiều người nói bảo con đã không nuôi lại còn lấy tiền của người ta. Thế nhưng mà nói thật ra là nó làm dâu mình bao nhiêu năm rồi thì cho nó về nhà chồng nó cũng nghèo. Thế mình cho nó làm vốn. Thì cái lúc đó mà nó đám cưới thì tôi đứng lên mà. Tôi đứng lên coi thay mặt nhà gái. Đám hỏi đám cưới là tôi đứng lên tôi gả hết. Tôi nói hết. Sao cô chú lại có thể làm được cái điều tuyệt vời như thì vậy? Bình thường thì con mình thế mà bây giờ nó mới có 25 tuổi, nó rất là trẻ. Thế mà giờ chả nhẽ để nó ở lại thì nó cũng tội nghiệp nó. Đúng rồi. Thế mà bố mẹ nó thì lại già, lại ở quê. Chúng tôi là cùng xã, coi như con của mình rồi. Bây giờ nó vẫn về, nó vẫn gọi là bố mẹ. Cái điều này nó thật sự là nó vốn quý từ những cái tấm lòng của những người cha, người mẹ, những cái bố chồng và mẹ chồng đó. Bởi vì con mình không may đã ra đi rồi, bao nhiêu sóng gió đã qua đi rồi, tất cả phong bao bão tố nó cũng đã trôi xa, và bây giờ hạnh phúc đoàn tụ đã đến gia đình mình, những cái nụ cười hạnh phúc mang nguyện như thế, thực sự là một cái câu chuyện tình rất đáng ngưỡng mộ. Tôi rất cảm ơn bà ấy, là cái tính tình của bà ấy rất là tốt, rất là chịu thương chịu khó và nhịn được. Mặc dù chúng tôi là cưới nhau 50 năm nay rồi, thế nhưng mà chưa bao giờ vợ chồng xô xát, chưa bao giờ cãi nhau. Để đáp lại cái tình cảm, cái câu chuyện của cô chú đem tới cho chương trình, thì chương trình cũng có một phần quà bí mật dành cho cô chú. Bây giờ thì xin mời cô chú hãy hướng mắt lên màn hình. Anh chưa tới làng quan họ, tròn tình nghe canh hát cháo duyên. Anh chưa đến làng sông Cầu, đàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Nếu mà nói về ông bà thì không có cái lời nào để mà tả được cả. Hết nuôi con từ giờ tới nuôi cháu. Mình cũng làm cho cha mẹ buồn. Tại vì cũng lỗi do mình không nghe lời cha lời mẹ. Thành ra mình bây giờ nó mới vậy. Chứ nếu mà nghe lời ông bà thì vợ chồng em thì bây giờ cũng không đến nỗi nào cả. Buồn thì buồn là do mình làm cho cha mẹ mình buồn thôi. Có những điều mình là đàn ông mà đôi khi mình mở miệng ra mình nói ra thì ví dụ mình là con gái mình dễ nói với ông bà hơn là con trai. Đến bây giờ thì nói chung là con chỉ muốn ông bà là sống lâu với con với cháu thôi. Có những điều con muốn xin lỗi ông bà rất nhiều. Nếu mà xin lỗi thì muộn cũng không phải là muộn, mà sớm cũng không phải là sớm nữa. Con chỉ mong cha mẹ sống lâu với con thôi. Nhân cơ hội này thì con đứng là con xin lỗi cha lỗi mẹ. Từ xưa đến giờ con không có nghe lời cha lời mẹ. Con cũng mong cha mẹ là tha thứ cho con những sai lầm của con trước đây. Con chỉ mong như vậy thôi. Còn sau này con sẽ hứa với cha với mẹ là con sống làm sao để cho cha mẹ an hưởng tuổi già vui vẻ. Chú cảm xúc thế nào với những lời chia sẻ vừa rồi của con mình hả chú? Trước thì tôi có nhiều cái điều buồn về con cái, nó cũng chưa được là ngoan lắm. Thế nhưng mà được mấy năm nay rồi thì các con nó cũng lớn và nó có cái biết suy nghĩ, nó cũng đã có sự thay đổi. Thế thì thực ra mà nói thì bố mẹ thì cũng chẳng cần gì cả đâu. Yeah. Chỉ cần mong cho các con là sống hạnh phúc thôi. Các con không cần phải học ai cả, chỉ cần học bố học mẹ thôi. Có bao giờ cãi nhau đâu. Cũng mà cuộc sống gia đình vẫn đầy đủ, vẫn sung túc, vẫn hạnh phúc. Mong sao các con nên là sống làm sao cho nó được hạnh phúc, gia đình êm ấm. Đó là một trong những cái điều mà bất kỳ một bậc cha mẹ nào cả, dù con mình có lỗi lầm trong xảy ra bất cứ điều gì, thì cái tình yêu của cha mẹ đối với con là không thay đổi và bao giờ cũng là sự tha thứ cả. Ở đây thì con quan sát, con thấy những giọt nước mắt của hai anh con trai đã rơi ra. Và thường thì đàn ông mà khóc thì có lẽ là họ
nhiều cảm xúc lắm thì họ mới rơi được nước mắt. Và con nghĩ rằng là ngày hôm nay khi mà hai anh nghe được cái câu chuyện của cô chú, nghe được sự hy sinh của cô từ lúc lấy chồng cho đến tận bây giờ, thì hai anh cũng thấu hiểu được cái sự vất vả của mẹ. Và hai anh cũng biết được mình đã làm những cái lỗi gì. Để mà ngày hôm nay con tin một điều rằng sau ngày hôm nay và là hai anh đã có cái sự thay đổi rất là tích cực để không làm cho cha mẹ buồn nữa. Thôi nào, mình đừng khóc nữa nào, gia đình của mình hãy vui lên. Bởi vì bây giờ là đã đến cái giai đoạn là mình đã tận hưởng cuộc sống rồi ha cô chú ha. Bây giờ là mình đã có thể an tâm về các con nè. Chúc cho gia đình của mình lúc nào cũng nhiều niềm vui, lúc nào cũng nhiều cái sự đồng cảm cũng như là chia sẻ với nhau. Thật cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Lan. Bao nhiêu sóng gió như thế, khó khăn như thế nhưng mà cũng vẫn được vượt qua được hết. Tôi thì tôi có làm bài thơ tặng bà ấy. Em là tất cả của anh, là vì sao sáng long lanh giữa trời, là vầng dần nhật nguyệt rạng ngời, là tiếng chim hót cho đời thêm yêu. Em là ngọn sóng thủy triều vỗ vào bờ cát, anh nhiều nụ hôn. Em là chiếc túi càn khôn, giúp cho anh được sớm hôm thanh nhàn. Em là một sợi dây đàn, giúp anh gạt bỏ lo toan ưu phiền. Em là cô tấm thảo hiền, em là cung nữ, là tiên trên trời. Em là người bạn tuyệt vời, em là người vợ suốt đời anh yêu. Hay quá. Quá hay chú ạ. Để đáp lại những tình cảm của cô đã dành cho chú và gia đình trong những cái thời gian qua, một bài thơ đã nói lên tất cả mọi thứ. Và khi chú đọc bài thơ đến đoạn cuối, gần như chú nghẹn ngào. Chỉ còn một câu đó thôi thì chắc chắn giọt nước mắt đã rơi. Và bây giờ thì một lá thư gửi quá khứ dành cho cô. Đây là lá thư mà chú gửi cho cô. Em thương yêu, đã 50 năm rồi em về làm dâu nhà anh. Anh có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng em, nhưng mà anh chưa nói ra được. Anh cảm ơn em thật nhiều, vì kể từ khi cùng anh xây dựng gia đình, chúng mình đã trải qua biết bao sóng gió, khó khăn. Nhất là khi chúng ta mới lấy nhau, em ở nhà làm dâu cùng cha mẹ, còn anh thì đi học rồi đi công tác ở xa. Em chỉ làm dâu mà không có chồng. Một mình em gánh vác công việc trong gia đình, trong khi cha mẹ thì già yếu, các con thì còn quá nhỏ. Kinh tế thời bao cấp thực sự khó khăn. Anh biết bản thân em vất vả nhiều, nhưng anh không giúp được gì cho em cả. Ngày cưới cũng chẳng có hoa, cũng chẳng có nhẫn để mà trao. Cho nên em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Khi anh ra trường thì lại vào Nam công tác, thế là vợ chồng mình lại đằng đẵng xa nhau. Có khi một năm á, hai năm thì anh mới trở về thăm nhà, thăm cha mẹ, thăm vợ con một lần. Em lại phải một mình chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng cha mẹ chồng và nuôi dạy con cái. Đến năm 1990 thì em và các con vào Nam cùng anh, cùng chung tay gánh vác lo cho gia đình. Và cũng từ đó biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Cha mẹ mất nè, rồi con trai lớn của chúng ta cũng không may mà bị tai nạn giao thông rồi mất. Anh tưởng chừng mình không thể vượt qua được, nhưng nhờ có sự động viên và chia sẻ của em đã giúp cho anh vượt qua được những đau thương và mất mát đó. Anh biết có nhiều lúc bản thân em thấm mệt, nhưng em vẫn âm thầm chịu đựng để cho anh vui. Vợ chồng mình đã vượt qua được tất cả để giữ vững cho gia đình mình thật hạnh phúc. Em chưa một lần than vãn, chưa một lần trách chồng mắng con. Em là hậu phương vững chắc giúp cho anh hoàn thành nhiệm vụ cho đến ngày hôm nay. Em thương yêu à, thật ra thì anh muốn nói với em rất nhiều và muốn cảm ơn em thật nhiều. Nhưng em ạ, anh nói ít thì em cũng hiểu nhiều đúng không? Anh chỉ mong rằng 50 năm qua vợ chồng mình đã rất hạnh phúc bên nhau rồi, thì thời gian còn lại chúng mình càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, để bù đắp những thiếu thốn, những mất mát của thời gian qua. Anh cảm ơn em rất nhiều. Em là người bạn tuyệt vời, là người vợ suốt đời anh yêu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thương quá. Tôi thương thật á. Chú có nói gì với cô trong lúc này không? Ngày cưới thì cũng chẳng được tặng hoa. Cũng chẳng được tặng nhẫn, được tặng bao tặng bông. Nhân dịp hôm nay ở đây là có anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ở đây, thì anh sẽ tặng em để bù đắp lại. Trời ơi. Hay quá.
ơi. Trời ơi. Thương quá.